sạch.
Thank you.
cho xong sạc chiếc mẹ đèn này, đèn vải. Ôi trời ơi, xong sạc chiếc mất đèn màn hình. Nó lướt vào nó bị bay mất cái con tụ đèn màn hình rồi, nên phải sửa cái đèn màn hình. Dưới nước cô phải mang ra thợ sửa, cô đừng bật nước ở trong, nó mình bật nó hỏng hết máy cô ạ. Nhiều con cứ bật lên rơi ra là vứt luôn cả cái máy đi. Cơ của em nó căng đúng không? Gập xuống nó khó chịu. Sao lại khó chịu? Anh cũng khó chịu đâu. Kiểu em tập nó cứng cơ ấy hả? Để tốt nhất ngồi thẳng. Tướng anh nó gù gù ngồi. Chân nha. Được chân. Không còn. Đứt rồi anh, kiểu anh nhẹ nhẹ anh nửa nửa mà rồi anh làm gì. Thôi mẹ. Gì nữa nó càng đứt. Sẽ chết mẹ em tụ trên. Tụ con trên như không liên quan đâu. Mát rồi. Sao?
con này là bao nhiêu nhỉ? Lọ mình là 206. Câu từ dỗ nên thôi. Sao cái kia rung thế nhỉ thằng này? Nó phải bù cái dưới cái gì đó. Dưới cái chảo. Tắt đi không tí nó rơi cái đấy xuống đây thằng nào. Dưới đấy xuống cho nó rơi được không? Nó rơi cả tảng xuống. Anh chỉ sợ nó rơi cả tảng xuống mất đường chạy.
điện đã về này. Thank you.